Và như Huy đã chia sẻ thì đêm thi ngày hôm nay sẽ là một đêm thi rất quan trọng, bởi vì kết quả cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay sẽ quyết định 5 đội nào sẽ là 5 đội đi tiếp với chương trình và đội nào là đội phải nói lời chia tay. Vì vậy, ngày hôm nay các thí sinh của chúng ta sẽ phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để giúp cho đội mình có được tấm vé bước vào vòng sau. Và ngay bây giờ sẽ là phần xuất hiện của biệt đội thứ hai, đó chính là biệt đội đáng yêu. Xin chào biệt đội đáng yêu. Xin chào Ngô Kiến Huy, xin chào ban giám khảo. Rồi, tâm lý của đội bạn đến với đêm thi ngày hôm nay như thế nào? Tâm lý của tụi mình rất là hồi hộp, bởi vì tuần trước tụi mình đứng nhất, chỉ đếm lên. Nên nhưng mà không sao, tụi mình vẫn giữ được tinh thần là tới vui là chính, đúng không nào? Rồi, đội mình thì quyết tâm đi. 1, 2, 3. Yeah. Và chúng ta hãy đến với những hình ảnh trong quá trình luyện tập phần thi hát của biệt đội đáng yêu. Nếu như là Bảo Châu Bích Châu thì rất là dễ thương, ngoan hiền. Còn Bảo Nhi rất là năng động. Thì Hồng Hải sẽ là một nhân tố cân bằng giữa hai cái thái cực này. Và Trinh thấy là Hồng Hải rất là thú vị, ngoan nè, học rất là có trách nhiệm. Và đặc biệt là bạn có một sự cố gắng không ngừng. Lúc đầu nghe khó khó nhưng mà tập thì nó cũng không dễ, đúng không? Không khó như mình nghĩ. Không dễ lắm. Nói chung bài này thì cô thấy Hồng Hải tự tin hơn bài trước. Tại vì lần trước con bị bệnh á, cái giọng mình nó bị ảnh hưởng tới bài hát luôn. Còn lần này khỏe chưa? Dạ khỏe nhiều. Mưa bay tháp cổ, mưa bay trên đá. Hồng Hải thì luôn tâm sự với lại Trinh là con cảm thấy là bị áp lực, là bởi vì con biết là con hát không có được xuất sắc như là các bạn khác ở trong các đội khác, nhưng mà con sẽ cố gắng hết mình. Chính là cái nét dễ thương hồn nhiên đó đã chinh phục trái tim của Trinh. Thank you.
mời con đứng đây. Và sau đây sẽ là phần nhận xét. Như thường lệ sẽ là chú John Huy Trần. Bởi vì chú John Huy Trần trong phần ca hát hay có nhiều câu hỏi thú vị lắm. Đối với chú John Huy thì cái tiết mục đầu tiên của con mấy tuần trước đó, cái khách con thể hiện, chú John Huy thích cái phần đó nhiều hơn. Cái phần này thì cũng đặc biệt, cũng là một cái mới của con, nhưng mà chú rất thích mấy cái tiết mục con thể hiện mạnh hơn. Tự nhiên cái bài này cái quãng nó rất là lớn, cho nên những cái đoạn mà nếu mình lên cao cái quãng thấp thì về sau nữa mình sẽ với không tới. Cho nên những cái âm trầm của con nó phải hết sức là lắng nghe thì mới rõ và mới hiểu được. Còn cái phần về sau á, cái khoảng cao thì đáng lẽ con làm nó sáng, nhưng mà trong một chừng mực nào đó đó, không biết kỹ thuật ca hát bên cô Ly như thế nào, nhưng mà con làm nó lớn nhưng mà nó chưa có đẹp. Vì vậy sao mình chỉnh sửa lại, nếu vô dòng tiếp theo thì mình làm đẹp hơn những nốt cao là sẽ dễ chịu, và như thế là sẽ chắc hơn cho cái bài hát của mình. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, giám khảo cuối cùng chị Tâm Ly. Thì bây giờ là chú Bạch cũng nói về vấn đề hát cái đúng đó đó. Tức là mỗi lần mà lúc mà con lên đoạn cao hoặc là có những cái thấp, tụi con thì hơi khó. Mỗi lần mà hát những cái đoạn thấp nó khó nghe quá. Nó khó nghe mà khi đang cao của con thì bữa nay con làm nó chưa có tròn. Khi những cái nốt con ngân luyến á, nó gọi là, người ta dùng từ mà quen ta gọi là nó Huy biết cho nó có hộp á Huy. Dạ. Nó không có được tròn, nó không có được, nó mượt. Hôm nay thì con thể hiện một bài thì cái chất cũng hơi khác. Nhưng mà cô vẫn muốn, nếu vào vòng trong cô vẫn muốn nhìn thấy ở con một cái gì nó bứt phá hơn tí xíu. Chứ cái này nó hơi bị an toàn lắm và nó không có cái gì mới lạ nhiều. Con cố gắng dạ. Nhiều hơn ha, nếu có được vào vòng trong. Ok. Dạ. Hồng Hải, bây giờ sẽ là số điểm dành cho em. Đầu tiên sẽ là nghệ sĩ Thanh Bạch, số điểm 8. Và ca sĩ Cẩm Ly, 8. Anh John Huy Trần, 8. Xin chúc mừng con. Rồi, và bây giờ hãy nhìn lên màn hình. Và đây là tổng số điểm trung bình của con là 8 điểm. Chúc mừng con và mời con vào trong ăn mừng của đội trưởng của mình. Chúng ta hãy cùng xem qua những hình ảnh về quá trình luyện tập phần thi nhảy của đội trưởng Hà Trinh và các thành viên của mình. Cô thấy thì cái tuần hip hop vừa rồi tụi con nhảy cũng vẫn xinh, vẫn đẹp như thường, nhưng mà tại vì có nhiều bạn rất là xuất sắc nên điểm mình cũng chưa cao bằng các bạn thôi, nên tụi này các con phải cố lên nữa, tập thật là đều. Tụi con nhảy phải sung hơn nữa, thì tụi con đang nhảy sung sao cái nói rồi ha, nhảy điên lên vậy nè. Ok. Bảo Châu Bích Châu thì lại khá là khép kín và ngoan hiền. Phải hiểu một điều là bởi vì các bạn được giáo dục trong một môi trường rất là tốt, và các bạn lúc nào cũng ngoan hiền, lễ phép, nên ít khi nào dám thể hiện cái cá tính và mong muốn thật sự của mình. Trinh hy vọng rằng trong cái thời gian tiếp xúc nhiều hơn với hai bạn Châu thì các bạn có thể thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Nên Bảo Châu Bích Châu ơi, cố lên nha, tụi con rất là tuyệt vời đó. Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya.
rất là tươi trẻ. Là cảnh này thì con muốn ở đâu, Hawaii hay là ở vùng biển nào? Dạ Hawaii. Hawaii, rồi hiểu luôn. Trở về sở trường ha, nhảy hiện đại. Và bây giờ xin mời phần nhận xét đầu tiên. Cái bài này thực sự là rất là máu lửa nè, tươi sáng. Cái cách hai con thể hiện trên cái sân khấu này tạo ra cái cảm giác vui vẻ cho tất cả mọi người trong đây. Và chú John Huy cũng thích cái bài này. Nhưng một cái góp ý, nhìn chung nó bị hơi rối một tí xíu. Nhưng cái chú John Huy hay quên một tí xíu về cái phần rối, tại vì cái cách thể hiện của hai đứa con rất là chắc. Và tụi con trên sân khấu, tụi con đang nhảy hết sức hết mình và cười tươi. Và đang chú John Huy cảm nhận cái sự vui của tụi con được. Và đó là một cái thành công rất là tốt. Bài này thì như nãy chú Huy nói là cái nhạc đó, mà cảm giác của Ly thì nó nghe nó chưa có đã lắm, nó chưa có cái chất lắm. Nó thành ra không có ra hẳn. Thì tụi con diễn là có cái nét tươi vui trong đó thôi, nhưng mà nó thiếu một tí xíu, giống như cái nhạc vậy đó. Tụi con nó không có sắc nét từng cái động tác của tụi con. Nếu mà sắc nét nữa, nó mạnh và nó chắc và nó tươi hơn, nó sẽ hay hơn nữa. Thật ra cái này lỗi không phải tụi con đâu. Khi mà nhảy mà một nam một nữ thì biên đạo rất là có cảm hứng và làm cho cái tiết mục đó nó trở nên có kịch tính. Còn khi hai bạn là nữ như những cái đội khác mà có hai bạn nữ thì tiết mục nó không có nổi bật bằng là một vũ công nam và một vũ công nữ, đúng không? Chưa tìm được cái chìa khóa biên đạo để làm cho tiết mục hai nữ nó được hấp dẫn hơn lên. Thì cái phần của tụi con hôm nay như thế này là coi như tròn bài. Nhưng mà để tạo được cái cảm xúc bùng nổ trong khán giả, tụi con phải hết sức là hợp tác với biên đạo để tìm được, hỏi cô ơi, thầy ơi, cái cao trào tiết mục của mình là chỗ nào. Cái này mà anh Bạch, hồi nãy em thấy đem hai cái trống ra, em nghĩ nếu mà tụi con mà có thể một cái động tác, có một cái đoạn nào đó tụi con mà vào, mà tụi con cứ như là feel cùng với cái trống luôn, thì nó sẽ là một cái dấu ấn. Mà tại cô thấy hai cái trống nó chỉ để là đạo cụ hai thôi, con lại quanh trống không đi, không có thấy làm gì hết, thì hơi tiếc. Chạy lên quanh trống vào đi, hơi bị tiếc. Ôi chú Huy nè, giúp lên, hơi bị tiếc. Con gầm chú Huy cầm cái micro gần vào cho trống nghe. 1 2 3 đó như vậy kìa, khác hẳn liền thấy không? Chính xác. Trời ơi, tụi con có tố chất ở bên trên. Rồi, Thanh Châu. Bây giờ là phần cho điểm từ ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời anh John Huy Trần. 7,5 chị Cẩm Ly. 8,5 anh Thanh Bạch. 8 điểm. Và bây giờ là tổng điểm trung bình của hai con là 8 điểm. Rồi, đây, cô gái Hawaii chạy vào ngay đội trưởng của mình ăn mừng. Em cực kỳ dễ thương. Và như vậy, chỉ còn một phần dự thi duy nhất, đó chính là phần dự thi tài năng nhí. Chúng ta hãy cùng điểm qua những hình ảnh trong quá trình luyện tập tài năng nhí của biệt đội đáng yêu. Hà Trinh thấy là bạn Bảo Nhi là bạn nhỏ nhất ở trong nhóm của Trinh, tài năng đặc biệt. Hi, xin chào. Bạn là người hiếu động nhất, quậy phá nhất và lúc nào cũng khích cái tinh thần của các anh chị lên. Thấy mà các anh chị điểm thấp là bạn sẽ rất là thoải mái vực các anh chị lên. Đừng có buông, rồi vỗ lưng, rồi lau nước mắt. Nói chung là đây là một nhân vật rất là đáng yêu và thú vị. 2, 3. Theo bước chân tối cho đang nghỉ ngơi, cái bỗng nhiên nhận được điện thoại, cái Bảo Nhi nói vậy nè: cô hả? Cô nè, Bảo Nhi hả con? Tại sao con gọi cho cô vậy? Dạ, tại vì con không nén nổi nỗi nhớ cô. Muốn xỉu luôn, ngọt mà như mía lùi đó. Thì riêng Bảo Nhi là Trinh không bao giờ mà phải chỉnh sửa bất cứ điều gì. Trinh muốn Bảo Nhi như thế nào ở ngoài đời thì bê nguyên cái tinh thần đó lên sân khấu. Một cô bé với đôi hàng mi dài nè, cái má lúm đồng tiền đậm chất miền Tây, mà đặc biệt là cái sự chân thành, dễ thương mà cũng rất là cảm thông cho người khác. Nghe đây,
anh xâm lấn nước ta, giết người cướp của trẻ già không tha, đạp giường phá rẫy đốt nhà, ai người yêu nước nhân thù cứu dân. Nghe đây, nghe đây. Mẹ, mẹ, mẹ hãy mời sư giả vào đây cho con nói chuyện. Đi đi mẹ, đi đi mẹ. Này sứ giả, ông hãy về tâu với vua, truyền cho giống giáp sắt, roi sắt và ngựa sắt, để ta lên đường ngăn giặc giữ quê hương. Bằng thủy thiên ngàn thợ giống lạc hồng, kết tụ tấm hình hài bằng tỉnh qua đất nước mẹ. Ơn dưỡng nuôi từ thân, con mai ghi trong lòng. Theo bữa cha ngăn thù, đành xa nhà lỗi câu thân khang. Dục gió câu tung quanh hòa, xa trường đuổi quân cuồng xâm. Cảm ơn con. Đầu tiên là cái dòng nhạc con chọn là khó rồi. Ngày hôm nay chú Huy thấy con biểu diễn động tác võ thuật nữa, rất là con trai luôn. Ai chỉ vậy? Dạ thưa chú là Dượng con. Dượng con chỉ hả? Tập lâu không? Hôm nay là chú thấy con là mạnh mẽ lắm á. Dạ con mới chỉ tập có 2 ngày thôi. 2 ngày thôi. Chắc là chú phải nhường lời nhận xét ngay cho ban giám khảo thôi. Bởi vì tiết mục của con chắc chắn là 3 vị giám khảo sẽ có rất là nhiều lời nhận xét. Đầu tiên, xin mời nghệ sĩ Thanh Bạch. Chú có lời khen ngợi cho con bởi vì cái phần trình diễn của con trong tiết mục con đóng 2 nhân vật. Dạ. Rồi sau đó thì cái ánh mắt của cậu bé tức là Thánh Giống, con đã sử dụng cái uy lực, tức là ánh mắt mình có sức mạnh để sử dụng rất là tốt và mắt con cũng rất là đẹp. Ngoài ra cái sự cộng hưởng của vũ đạo thì ở trong cải lương người ta chia ra làm đào thương là hát những cái vai bi, những cái yểu điệu thục nữ, và đào võ
thì con làm đào vỏ rất là ngon, đúng không? Hãy hứa hẹn tương lai nếu con mê hát cải lương thì sẽ có những cái vai diễn trong tương lai mà hứa hẹn nhiều điều rất là hấp dẫn. Dạ cảm ơn chú. Rồi, chúc mừng con với trích đoạn Thanh Giống. Rồi, chị Cẩm Ly. Hôm nay nói chung là cô thấy con vào vai cậu bé Thanh Giống này rất là đáng yêu. Với gương mặt của con rồi với cái cách diễn hôm nay con cộng thêm là vỏ rồi này kia. Quay hồn thì cô Ly có thấy quá trang chưa? Quá trang, hai rất cái là bát đẹp. Hai bên nha, ở giữa nhọn nhọn xuống nha. Cái này là rất kỹ mà rất kỹ. Rất là kỹ. Thì đẹp trong hình ảnh này hôm nay thì rất là đẹp. Và cái tiết mục này của con nó cũng gợi nhắc là cho chúng ta nhớ về những cái anh hùng ở trong lịch sử của mình. Mình phải học hỏi và mình nhớ lại đó, mình trong lịch sử Việt Nam mình có những anh hùng như thế, anh hùng tuổi nhỏ như thế. Cảm ơn con đã đem cái trích đoạn này đến cho chương trình. Dạ. Còn chú John Huy Trần, một cái khó với đối với một cái tiết mục như vậy, một cái khó với chú Huy là có hiểu hay không. Và qua giữa bài của con đó thì cô Ly hỏi chú Huy, nói là ồ Huy ơi, Huy hiểu không? Xong chú Huy nói không hiểu. Giờ hiểu chưa? Sau đó xem tiếp theo thì chú Huy nghĩ là mình hiểu rồi, là giải thích nha. Dạ. Nếu mà đúng hay sai thì con giải thích cho chú Huy nha. Dạ. Thì trong cái tiết mục của con, chú Huy thấy là con là một nhân vật là một người nam. Dạ. Xong nói chuyện với mẹ, xong nói mẹ ơi con đang chuẩn bị đi quýnh lộn ở ngoài và con sẽ thành công. Dạ. Và đánh giặc, nó đang quýnh lộn nha. Đánh giặc. Và đủ giặc ân, giặc ơn mình đánh đủ giặc, giặc ân. Đánh giặc. Đánh giặc. Đánh đi đánh. Đánh nhưng mà cái kiểu này là dạ. Và con trai sẽ về và nói là con chiến thắng. Đơn giản như vậy có đúng hay sai? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, chưa là đúng. Thì cái này không phải là thành công của chú, cái này là cái thành công của con. Tại con thể hiện đúng cái bài của con để cho chú Huy, một người không hiểu lắm về tiếng Việt, và con hát cải lương thì cái đó cũng rất khó để chú hiểu, mà chú hiểu nguyên cái bài của con thì chúc mừng con, bài rất tốt. Dạ, cảm ơn chú. Thanh Giống Nhí, bây giờ hãy sẵn sàng tư thế nghe điểm từ ba vị giám khảo. Đầu tiên, giám khảo Thanh Bạch, 9 điểm. Giám khảo Cẩm Ly, 8,5. Và cuối cùng chú John Huy Trần, 8,5. Chúc mừng giám khảo. Bây giờ nha, nhìn tổng số điểm trung bình của con trên màn hình, đó chính là 8,7 điểm. Chúc mừng con. Rồi, vô trong ăn mừng của đội trưởng liền.